Vâng, chào bác. Và đây là hình ảnh của chiếc vé đét mà bác đang tham khảo. Một kiểu dáng thùng rất đẹp, các lớp vân gỗ đấy thưa bác, đối xứng nhau, sáng bóng luôn bác nhé. Phần chạm trổ họa tiết này, hai chùm quả hai bên đối xứng này, mặt kính cong mo, mặt số nổi vàng, niềng vàng, kim vàng, quả lắc vàng, thêm phần kính họa tiết hoa văn cách điệu đồng màu rất đẹp. Bác có thể nhìn thấy cái lớp bóng của nó. Dạ vâng, rất đẹp thưa bác. Đây, chốt khóa máy, chốt khóa nắp thùng, bản lề, các nẹp kính này, nẹp kính cong bo đi thưa bác. Bác có thể nhìn thấy cái lớp bóng của nó rất đẹp. Từ hướng dẫn, các nẹp kính dưới này còn zin nguyên thưa bác, tay cót zin, phần tay cót zin, logo thương hiệu Vedet, vật chơi bộ badminton tên bản nhạc, phần mặt số thôi bác, sáng bóng rất là đẹp, logo thương hiệu Vedet này, xuất xứ này, made in France này. Và bây giờ em sẽ thử nhạc giúp bác. Vâng, rất đẹp thưa bác.